Tôi sẽ nói chuyện của mình nhé. Mình là Tom đây. À, rồi, hôm nay hãy cùng mình đến với tập số 13 các bạn ơi. Yeah, chẳng rồi. Rồi, như chúng ta cũng bắt đầu được đoạn này các bạn nhé. Bởi vì là lúc nãy mình bị bấm bấm nhầm cái nhầm cứ bấm sai nữa. Rồi mình quay lại. Rồi, bây giờ chúng ta hãy để kệ các bọn kẻ địch cho ship. Bạn từ nào anh đọc máy à, rồi ok chúng ta để cái cân lên mực ra còn thấp hơn là rõ ràng hiện trường để kiểm tra xem là có những cái tài liệu những cái dụng cụ nguy hiểm gì không. Tiếp có vẻ như là cũng hoàn thành xong nhiệm vụ được với bọn chúng tôi kia rồi. Anh đã làm tốt rồi, bây giờ thì anh nghỉ ngơi đi. Chuyện này đáng gì đâu. Tại sao anh đang đổ mồ hôi trước kia? Tôi đủ tôi đang nóng. Nhưng mà ở dưới tay là gần như rất là lạnh. Bởi vì là chúng ta đang ở dưới tầng hầm đấy. Cái nhiệt độ cơ thể của tôi thì nó thường là cao hơn. Cái gì bọn trẻ con là nhiệt độ cao hơn người lớn rồi. Cái này mình biết đâu nhé. Rồi, chúng ta phải tiếp tục. Nói chung là nhóm mình vẫn đang đi vòng quanh cái phòng này. Phòng là phẫu thuật này đây là cái gì chưa thật phản chứng không. Thì đang chưa thấy tài liệu đâu. Chỉ có một cái dụng cụ rồi vũ khí phát triển thôi. Cái bọn kia đang nằm đầy đầy phòng nữa. Cậu có cơ hội được làm việc với sinh lực đa cấp S này. À, nói thật đi, có phải là anh chỉ muốn làm việc với tôi thôi mà đúng không? Mình hy vọng mình đủ khỏe các bạn ơi. Ở tập trước mình cũng khá khá rồi đấy. Có vẻ như là cậu đang hơi thay ý của tôi rồi. Nhưng mà vì sao đó cũng là cách suy nghĩ tôi đó. Chúng ta thì nhìn trông ổn lắm mà. Chúng ta là cái người bắt cóc và gần như là bị lột da khi còn sống này. Không thể nào mà anh Đa là vẫn ổn được. Và đúng lúc mà tôi đã tìm thấy một cái tài liệu. Cái gì thế này? Hỏi chấm. Cái gì? Đội trưởng. Hãy nhìn như này. Úi giời, khiếp. Hạng S. Rồi. Sức mạnh phòng thủ sức mạnh vật lý tuyệt đối, cao 1m93. Hạng A, năng lực gì đây? Điều khiển nguồn điện tức thì à? Và gì nhỉ? Ghi chú không thể tự tạo nguồn điện. Cái này là năng lực của đội trưởng và Sid mà. Đây là cái danh sách cụ thể về những cái siêu năng lực ra trong tổ chức của chúng ta. Rồi. Đây là một cái văn bản hạng 2 à? Tức nghĩa là thằng nào đã leak cái này ra ngoài của tổ chức rồi các bạn ơi. Hoặc là nó mua được các bạn ạ. Chắc chắn là trong tổ chức mình cũng có nội gián rồi. Không biết là nhân vật mới hay là nhân vật cũ đây. Đó không phải là điều quan trọng. Hãy nhìn vào cái phần cuối này. Phần cuối ấy hả? Mua bán? Có? Không?
À, bọn này đang gọi là mua bán năng lực ấy hả? Uầy. Này lại còn nguy hiểm hơn nha. Ây chà chà chà. Nhưng sao nhìn Master trông sợ quá thì mất gọi ơi. Mình vẫn chưa thể quen được với cửa Master mà mắt cứ trừng trừng thế này. Ui rồi, đây có cả mình luôn này gọi này. Rồi, thậm chí cả năng lực của mình cũng là mục tiêu. Ủa, cái gì đây? Ai đây? À, mắt mình. Đội trưởng. Tất cả mọi người, rời khỏi đây ngay. Rồi. Thế còn cô thì sao? À, thế còn sếp thì sao? À, ta còn một vài thứ cần phải chăm sóc này. Ta cần phải đi kiểu tìm hiểu xem là cái thằng nào mua những cái năng lực này. Rồi, cái người mà muốn năng lực của Sid, rồi, cái người mà yêu cầu là Sid phải bị kiểu lột sống. Cái này ghê quá. Sợ thật sự. Rồi. À mà còn về cái tài liệu này thì chúng ta sẽ giữ nó, đừng có báo cáo lại đấy. Bây giờ mà báo cáo là bị lộ ra ngay các bạn ơi. Phải giữ thì còn điều tra chứ. Hay gì chà chà. Rồi. Ta sẽ gặp các cô cậu sau. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Đợi một chút. Ở trong cái tình huống như thế này, chúng ta cần phải đến một cái nơi trú ẩn an toàn trước. Nhưng mà từ từ khoan đã. Trước đó thì chúng ta cần phải đảm bảo cái gì nhỉ? Cái tuyến đi nó phải an toàn trước. Tôi ổn. Rồi, trừ khi làm cái tầng hầm đóng kín như như vừa nãy thì không một cái đội quân mà lính thuê nào có thể bắt được tôi lần nữa. Tôi thì thậm chí là còn chưa 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 có trong cái danh sách. Có lẽ bởi vì là tôi chưa được đăng ký được lâu ở team mới mà. Thế thì có thể là nó không nguy hiểm. Khoan đã. Thế thì có một người đang gặp nguy hiểm. Ai? Mình này. Sít này, đội trưởng này. À, thế nó hóa ra là mình hả? Ok. Đúng rồi. Thực ra công công bằng mà nói thì mặc dù là năng lực của mình hạng A đấy, nhưng mà bây giờ nếu mà xét về cái khả năng là tự bảo vệ bản thân thì mình lại yếu nhất trong nhóm rồi con ạ. Master thì không nói làm gì bởi vì lúc nào cũng chui trong phòng rồi. An toàn quá rồi. Đó, điều khiển mọi việc từ xa. Còn đội trưởng thì có năng lực phóng điện này, nhưng mà phải là chỗ nào có điện cơ. Sid thì thôi khỏi nói nhá. Diego thì tự tin rằng nếu mà tay không cận chiến thì không ai thắng được. Thế còn mình chả có tác dụng gì các bạn ạ. Mình nhìn được mọi việc nhưng mà cơ thể lại không đủ phản ứng nhanh để né được cái đấy, để tránh được. Thế thì làm ăn gì bây giờ? Thôi chúng ta phải đi chuẩn bị thôi. Mà chuẩn bị cái gì? Có lẽ là tôi nên mua một cái gậy bóng chày hay một cái gì đấy trên đường trở về nhà nhé. Anh mà kiếp nghĩ như vậy nhưng mà có vẻ không nói ra được các bạn ạ. À, miệng mình khô khốc rồi, không nói được. Giọng thì đang
nên rất là kỳ cục. Cái nỗ lực của mình thì đang với không khí trở nên vui vẻ hơn. Bạn thế cậu đến nhà tôi chứ? Người không phải thứ là gì mình hả này? Xin lỗi. Tôi đang có một cái mùa hè trống đang bỏ hoang, từ khi mà tôi không thể đợi ở đây nữa, đổi một thời gian rồi. Cho nên là các ánh sáng nó sẽ bị rất là nhiều bụi đấy. Có đủ chỗ không? Vừa đủ cho cậu đấy. Chẳng như có cả cái thể loại nhà mà tôi không vừa ấy hả? Chính đáng cho mà. À, ok. Có một vấn đề. Murphy đang là đối tượng. Chẳng phải là sẽ đặt chúng tất cả chúng ta đều vào tình trạng nguy hiểm sao? Rồi thì chúng đã thất bại về ngày hôm nay. Cậu nghĩ là chúng sẽ gọi là thử lại tiếp ngay lập tức à? Chúng có thể sử dụng cái suy nghĩ đấy để chống lại anh đấy. Có thể là đó là sự thật đấy. Cho nên là chúng ta cần phải làm cái gì đó hoàn toàn là không thể ngờ trước được. Hãy gọi là ở trong một cái căn nhà bình thường thì sẽ là một ý kiến tốt hơn đấy. Một cái căn nhà bình thường khác ấy hả? Thì nhà của ai khác chẳng hạn? Thì đi Go Master đây. Đẹp, thì không ở trong nhà Master được rồi. Tôi sống trong một cái căn phòng kiểu là thí nghiệm. Cho nên là tôi không dám mang cậu tới chỗ như vậy. Thế thì chỉ còn lại một người thôi các bạn ơi. Cậu đang nói về nhà của cậu. Là lần này cậu không pha trò. Bất thật là bất ngờ đấy. Thế cậu muốn làm gì? Mà dù sao thì cậu cũng cần phải tìm một cái chỗ mới để ở đi. Úi dồi ôi, áp lực vậy. Cái gì đây? Đây là... bạn ơi. Đây là một cái dấu mốc quan trọng nhá. Cái này là sẽ ảnh hưởng đến về sau các bạn ơi. Chui vào đâu? Chắc chắn là mình chỉ có một phương án thôi mà đúng không các bạn? Mình bảo với các bạn là bởi vì là Master đang là cao nhất, cho nên là mình chắc chắn là mình sẽ chọn chỗ nhà Master rồi. Và mình sẽ để dành cho hai thanh niên kia vào lần sau. Yeah. Ok. Nhưng mà có một vấn đề khác nữa. Đấy chính là nó cần 300 vé, trong khi mình chỉ có 250 thôi. Cho nên là các bạn hãy đợi mình một lúc nhá, để mình xem hai cái video rồi chúng ta cùng quay trở lại. Ok. Mà thôi, thực ra thì mình có ý này hay hơn các bạn ạ. Đấy chính là video này sẽ kết thúc ở đây. Và thì mình cũng hy vọng rằng là các bạn dưới comment các bạn sẽ chọn nhà mà Murphy sẽ ở thay cho mình. Ok. Nhưng mà mình không biết là các bạn nào xem được đến đây không, cho nên là nếu như không có bạn nào comment về chỗ mình nên ở thì mình sẽ mặc định là chọn nhà của Master nhé. Cái phòng thí nghiệm của Master các bạn nhé. Ok, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video đến giờ phút này. Nếu như bạn thấy thích thì mình mong các bạn hãy để cho mình một like, một comment, một share. Và nếu như những bạn nào chưa đăng ký thì mong các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau.
Bye bye mọi người.